Nhận định bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Malaysia, 16 giờ 0 phút ngày 3 tháng 5, vùi dập đội yếu nhất bảng. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn SEA Games 2023 gặp đội tuyển nữ Malaysia. Dự kiến, 3 điểm đầu tiên sẽ dễ dàng nằm trong tay Huỳnh Như và các đồng đội. Tình hình lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Malaysia. Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất. Phong độ gần đây của đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Malaysia. Vào chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Campuchia sau khi di chuyển từ Nhật Bản và quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, quả bóng càng nữ Việt Nam 2022 Huỳnh Như cũng đã tập trung cùng toàn đội. Sau khi được huấn luyện viên Mai Đức Chung cho nghỉ ngơi trong ngày đầu đặt chân đến xứ Angkor, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Nice. Dưới tiết trời nắng nóng lên đến gần 40 độ C, các cô gái của chúng ta đã gặp không ít trở ngại trong việc tập luyện. Thậm chí, nhiều cầu thủ đã rơi vào tình trạng sốc nhiệt. Để chạy đà cho SEA Games 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn gần nửa tháng tại Nhật Bản. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam có 3 trận giao hữu, trong đó có 1 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Sau khi khép lại hành trình bổ ích tại xứ sở mặt trời mọc, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định rút gọn danh sách xuống còn 21 cầu thủ trước khi lên đường dự SEA Games. Những cái tên bị loại gồm Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, thủ môn Đào Thị Kiều Oanh, Đoàn Thị Ngọc Phượng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Malaysia vào chiều ngày 3 tháng 5. Đây cũng là trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games năm nay. Thực tế, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Malaysia đã không thi đấu tại SEA Games 2021 do không có đủ kinh phí cũng như không có hy vọng giành huy chương. Tại SEA Games năm nay, đội tuyển nữ Malaysia đã quay trở lại và đem theo nhiều kỳ vọng với lứa cầu thủ mới. Tuy nhiên, rất khó để Malaysia có thể tạo nên bất ngờ. Khi thầy trò huấn luyện viên Solen Anjubi nằm chung bảng với hai đội dự World Cup 2023 là Việt Nam và Philippines. Chưa kể Myanmar cũng là đội bóng không hề dễ chơi. Malaysia có thể nói là một trong những đội bóng yếu nhất tại SEA Games 2023. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan nghĩ về 3 điểm tại lượt trận mở màn. Đội hình dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam vs đội tuyển nữ Malaysia. Đội tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Thu Hương, Tuyết Dung, Bích Thùy, Thùy Trang, Mỹ Anh, Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến. Đội tuyển nữ Malaysia: Olivia Oga Sabinus, Falian Edi, Susan Mailu, Malini Nordin, Nufatin Rojani, Mick Michael, Liana Soberi, Safira Fadrik, Lee Sin Yi, Henrietta Yersin, Puter Noralisa Wilkinson. Bóng Đá Pool dự đoán đội tuyển nữ Việt Nam 5-0 đội tuyển nữ Malaysia.